Tissue xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tissue Shop. Buổi trưa ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cái mẫu áo đầm này ha. Đây là một cái mẫu mà che bụng rất là tốt và đẩy cái phần ngực lên rất là lớn được. Mẫu này thì dành cho những bạn nào mà không có vòng mông và không có ngực, hoặc là nó có ít ít thì mình lên những cái mẫu này mặc rất là đẹp. Còn chị nào mà mập rồi á, mà lên mẫu này thì nó không được đẹp nha. Thì mình cũng nói qua để các bạn có thể biết là các bạn chọn lựa những cái mẫu nào phù hợp với lại cái dáng người của mình, với lại cái cho nó có cái tôn dáng của mình lên. Và đây là một cái mẫu mà lứa tuổi nào cũng mặc được nên rất là dễ. Các bạn có thể là chọn những cái màu sắc khác nhau thì chúng ta sẽ phù hợp với từng cái lứa tuổi của mình. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần thiết kế của cái mẫu này. Đầu tiên thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường. Lát nữa thì mình sẽ nói cho các chị em mình, những chị em mình nào mà mập thì chúng ta cũng sẽ mặc được mẫu này, nhưng mà mình xử lý mẫu bằng cách nào thì lát nữa mình sẽ nói cho các bạn nghe nha. Các bạn sẽ lấy cho mình hạ ngực là bằng ngực chia cho 5 cộng 1, hạ eo thì các bạn lấy 36, hạ mông là các bạn lấy 18, và dạ áo thì mình lấy là 84. Đây là cái mẫu số 80 và chất liệu là co giãn. Rồi ở đây ngực ở đây thì các bạn sẽ thấy là mình có dòng ngực là 86, mình chia cho 5 thì mình sẽ được là 17,5. Các bạn cộng 1 thì các bạn sẽ được 18,5. Hạ eo 36, 18 và 84. Bây giờ thì các bạn cứ đặt cái thước vô, các bạn lấy cái thông số ngang thôi. Ở đây thì các bạn sẽ được là 18,5 nè. Rồi các bạn lấy đây là 36 nè. Sau đó là từ đây các bạn lấy 36 này, từ đây các bạn lấy xuống 18 nè. Và từ đây thì các bạn sẽ lấy được cái phần dài áo là 84 nè. Rồi. Sau khi các bạn lấy được các đường ngang rồi thì các bạn dựng cái thước lên. Bạn kẻ những cái đường ngang cho mình. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ lấy ngang vai cho mình á. Ngang vai cho mình thì các bạn sẽ lấy cho mình là vai chia cho 2 là bằng 17. Các bạn lấy vai chia cho 2 là bằng 17 ha. Rồi sau đó các bạn hạ xuống 4 thì các bạn sẽ có được đường hạ vai. Sau đó là các bạn sẽ đi vào cổ là cổ chia cho 5 là bằng 7. Rồi các bạn nối qua. Sau đó là các bạn sẽ dựng cho mình cái đường vuông góc. Rồi các bạn lùi cho mình 2 phân. Và cái ngang ngực này thì các bạn vậy, bởi vì cái chất liệu nó là co giãn, tức là các bạn lấy ngực chia 4, eo chia 4 và mông chia cho 4. Ngực ở đây ngực chia 4 thì các bạn sẽ được là bằng 21,5. Eo chia 4 là bằng 18 và mông chia cho 4 ở đây là các bạn sẽ được là 24,5. Và chúng ta sẽ có được 3 con số này từ cái số đo của các bạn ha. Rồi các bạn lấy qua đây là 18 và lấy qua đây là 24,5. Sau khi các bạn thực hiện xong rồi á, thì các bạn sẽ nối cái này để các bạn tạo được cái dáng váy chữ A trước đã. Phần này các bạn lên 2 phân thì các bạn sẽ đi góc vô cho mình. Ở đây các bạn chia làm đôi ha. Rồi, các bạn sẽ có được cái dáng của cái váy này. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vào chi tiết của cái phần thân trước nè. Cái phần thân trước này thì các bạn nhìn thấy là cái đường giữa thì chúng ta sẽ có một đường xếp ly nè. Hai bên hông 2 đường, 3 đường nè. Chúng ta sẽ có được 3 đường xếp ly, có nghĩa là chúng ta sẽ nối từ cái đường giữa này nha các bạn. Hồi nãy mình quên chừa cái đường giữa. Hồi nãy mà chừa thì nó sẽ ok hơn. Giờ chưa chừa thì giờ mình phải dán thêm giấy nha các bạn.
Rồi, đáng lý là ngay từ đầu mình phải chừa mà mình quên. Nên là bây giờ mình chừa nè, các bạn chừa xong ha, thì đây là đường giữa. Thì ở giữa này chúng ta sẽ có một cái xếp ly. Và các bạn muốn may cái xếp ly ở giữa này á, thì các bạn sẽ ra cho mình. Nếu mà chị nào mập á nha, nếu mà chị nào mập thì các chị chỉ cần ra cho em một phần. Còn nếu mà chị nào không mập thì các chị sẽ ra cho em hai phần nha. Một phần để mình may nhíu xếp vô là vừa. Mình không cần lấy nó quá rộng, mình chỉ làm điểm nhấn xếp để có được cái độ xòe thôi. Ở đây là một phân. Còn ai mà không mập thì lấy ra hai phân nha, mình đánh số 2. Rồi, đó là một cái ở giữa nè. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ có được đường thứ hai và đường thứ ba. Thì đường thứ hai và đường thứ ba này á, thì các bạn nếu mà chị nào mà mập thì các chị chỉ cần lấy ra thêm cho em hai phân nữa thôi để làm hai cái. Còn nào mà chị nào mà không mập ốm thì các chị sẽ lấy ra cho em 4 phân. À, 4 nó đi sẽ đi bộ chung với hai này ha. Thì ở đây em ra hai phân. Em ra hai phân thì bắt buộc em phải chỉnh lại cái đường hông của cái váy. Đó, em bắt buộc phải chỉnh lại gì ha. Rồi, khi mà mình chỉnh được như thế này rồi á, thì bây giờ mình bắt đầu tiếp tục mình nhìn cái hình nè. Mình nhìn cái hình ha. Ở đây mình có cái này qua đây là khoảng 6 phân. Đường giữa cách 6 phân và cách 6 phân. Thì ở đây các bạn sẽ dịch chuyển vô nè. 6 phân. Từ cái điểm giữa này các bạn may rồi ha, là bỏ đi một phân này nè. Rồi từ đây các bạn ra đi 6 phân, cách 6. Và các bạn đi cho mình một cái đường là một phân. Rồi sau đó tiếp tục là các bạn cách 6, là các bạn đi ra cho mình được một phân. Và các bạn sẽ có được hai cái đường. Thì đây chính là cái đường nhíu mà các bạn sẽ may nè. Đó. Đây sẽ là đường nhíu mà các bạn sẽ may ha. Và các bạn nhìn thấy ở đây một phân nè, ở đây một phân nè. Chúng ta sẽ có 3 phân, đúng không? Thì đây 1, đây 2 là 3. Thì các bạn sẽ kéo thẳng lên, bắt đầu từ eo này nè, các bạn kéo lên cho mình, xác định cho mình hai cái đường ngang. Và hai cái đường ngang này mỗi đường nó sẽ cách cái đường ngang eo là 3 phân. Thì khi mà các bạn may á là các bạn sẽ may đường này. May hai cái đường này nè. May cái mà mình đánh dấu nè. Rồi sau đó là các bạn sẽ dùng cái bàn ủi, các bạn ủi lên. Sau đó là các bạn thả ra thì nó sẽ ra được cái mẫu giống như thế này. Và cái miếng nẹp này nè, cái miếng đáp này nè, các bạn muốn may vô. Nếu các bạn muốn may cái miếng đáp này vô thì các bạn có thể là kẹp vô khi mà các bạn may cái phần bên này luôn ha, để mình ẩn đi được cái phần miếng đáp này. Thì cái miếng này nó giống như một miếng nhấn để tạo cho chúng ta được cái nhấn cho cơ thể. Nhưng mà thực sự ra cái mẫu này khi các bạn mặc lên, bạn may sát cái chân ngực này, nó sẽ có cảm giác là cái ngực của chúng ta nó sẽ bị xệ xuống, nó sẽ không có được đẹp lắm theo như mình cảm nhận vậy đó. Thì cái này tùy các bạn ha, nếu các bạn muốn có một cái nhấn như thế này thì các bạn may. À, còn các bạn thu ngắn lại, nếu các bạn thu ngắn quá gì đó, thì nhìn nó cũng giống như là cái hộp xếp vậy đó. Thì tùy ha, và cái mẫu lên thì mình cũng hướng dẫn gì để cho các bạn, để các bạn có thể chọn lựa để chúng ta may. Và mình nhấn bên nhỏ hơn thì nó sẽ ok, nó gọn người hơn một chút xíu. Rồi, đó là xong được cái phần thân trước ha. Cổ này là cũng là cổ thuyền. Cổ thuyền thì các bạn sẽ ra cho mình cái phần cổ đây là 4 phần. Và các bạn dựng cái đường vuông góc và các bạn đi cho mình cái phần cổ. Từ đây thì các bạn xuống cho mình 8 phân. Thì các bạn thấy là chúng ta xong được cái phần thân trước của cái mẫu áo này. Bây giờ thì mình sẽ cắt rạch. Rồi các bạn thấy là mình cắt được cái phần rập của thân trước nè. Nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần thân sau. Phần thân sau thì nó cũng dựa trên cái phần rập của thân trước. Nó sẽ khác một chút xíu.
Đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường thẳng từ dưới lên trên. Rồi sau đó thì khi các bạn đặt gập lên đó, thì các bạn sẽ lùi vào cho mình một phân ha. Tại vì hồi nãy mình ra một phân mà, bây giờ mình sẽ lùi vào một phân. Và các bạn sẽ dựa vào cái đường eo cũ ha. Các bạn đi cho mình theo cái đường eo cũ, đường ngực cũ và đường hông cũ. Các bạn sẽ đi theo đường cũ chứ không đi theo đường mới nha. Khi mình đánh dấu như vậy rồi thì các bạn hình dung là mình sẽ đi theo đường cũ. Và ở phía trên này thì các bạn sẽ ra cho mình là hai phân. Ở đây các bạn đi cái dòng nách đi ra cho mình là 7 ly. Và cái phần cổ này thì các bạn sẽ xuống cho mình là 5 phân. Rồi sau khi mà các bạn xong nè, bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển cái rập nha. Các bạn nhìn coi mình làm nè. Bắt đầu từ đây ha. Từ đây ha, các bạn sẽ nối vô nè. Rồi sau đó là cái góc này các bạn để qua, các bạn xoay nối lên. Rồi lấy ra thì chúng ta sẽ có được cái phần thân sau như thế này. Các bạn có được cái phần thân sau ha. Thân trước thì chúng ta xếp giống, còn thân sau thì chúng ta không xếp. Và cái phần cổ này á, để mà các bạn mặc ôm á, thì các bạn sẽ lùi vào cho mình 3 ly. Và cái phần eo này á, thì các bạn sẽ nhấn cho mình cái eo ở phía sau. Nó sẽ cách cái đường ngang này là 4 phân nè. Và các bạn sẽ vẽ cái phần bên cho mình. Cái phần bên này thì nó sẽ xuống so với lại cái đường này là 2 phân. Đó là chúng ta sẽ hoàn tất được cho cái phần thân sau. Và cái đây là một cái mẫu áo mà các bạn nhìn thấy là nó là mẫu áo sát nách ha. Vì sát nách cho nên là các bạn sẽ gọt nó vào hai phân cho cái phần đầu của cái vai, để cái vai chúng ta mặc nó sẽ không bị dư ra. Thì các bạn sẽ gọt vô cho mình cái phần này là một phân nè. Đó, thì các bạn sẽ cắt bỏ. Còn nếu như bạn nào không thích mặc sát nách thì các bạn gắn cái tay vô thì nó cũng ra được cái kiểu giống như hình. Mặc dù á, cái phần eo này á, các bạn lấy á, các bạn đo bằng trên cơ thể á, nhưng mà khi mình mặc lên lúc nào nó cũng sẽ bị dư ở phía sau một chút xíu hết á. Nên các bạn sẽ nhấn nhẹ cái phần bên cho mình để tạo được cái điểm nhấn và nó ôm được cái phần thân sau của mình. Nhìn ở phía sau cho nó đẹp, nó hấp dẫn nha các bạn nha. Thì đây là cái mẫu rập mà mình mới vừa hướng dẫn xong cho các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Rồi mình chúc các bạn thành công nha. Và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm like ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.